Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đứng gần thập giá, Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của bà thân mẫu, bà Maria vợ ông Cleopas cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: Thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ: Đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta đang sống trong mùa chay thánh, mùa mà giáo hội mời gọi chúng ta suy gẫm về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Cạnh đó, giáo hội cũng mời gọi chúng ta cũng hãy suy gẫm về những đau khổ của mẹ Maria trong chương trình cứu độ của Đấng Cứu Thế. Và khi suy gẫm về sự thương có của mẹ thì chúng ta suy gẫm lắm. Ví dụ như là chúng ta lần chuỗi mân côi, chúng ta đi chặng đằng thánh giá, chúng ta gẫm về Đức Mẹ Sầu Bi, chúng ta gẫm về Đức Maria đứng dưới chân thập giá, vân vân và vân vân. Ở các giáo xứ ngoài Bắc thì họ có một cái truyền thống rất là tốt đẹp, đó là mỗi sáng thứ bảy hàng tuần là họ ngắm bảy sự thương khó của Đức Maria. Bảy sự thương khó nói lên bảy sự kiện liên quan đến mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa Giêsu. Và đỉnh cao của sự đau khổ ấy chính là cái chết của Chúa Giêsu Kitô trên thập giá, mà Đức Maria cùng chịu sự đau khổ của Chúa Giêsu con của mẹ. Như vậy thì trong sự đau khổ của mẹ Maria thì mẹ cũng được thông phần vào mầu nhiệm cứu độ của Chúa Giêsu Kitô và cũng trở nên một cuộc lễ cứu chuộc loài người. Và phụng vụ trong thánh lễ hôm nay tiếp tục mời gọi chúng ta chiêm ngắm hình ảnh Đức Maria đứng dưới giá của Chúa Giêsu trong sự đau khổ trước cái chết của con mình, cũng chính là để nói lên cho tất cả mọi người chúng ta rằng trong cuộc sống của chúng ta cũng có những khó khăn, chúng ta có những nỗi vất vả, chúng ta có những cái khổ đau, thì chúng ta hãy nhìn lên mẹ Maria để rồi chúng ta cũng biết tin tưởng và phó thác vào Chúa một cách hoàn toàn như mẹ. Và khi mẹ Maria đứng dưới chân thập giá, cũng chính là lúc mà mẹ đau khổ nhất trong cuộc đời của mẹ. Bởi vì mẹ đang chứng kiến cái chết của Chúa Giêsu, con yêu quý của mẹ. Quả đúng như là cụ già Simeon đã báo cho mẹ Maria biết trong ngày mẹ dâng Chúa Giêsu đền thánh rằng phần bà một mũi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn của bà, thì đã trở thành hiện thực đối với mẹ. Thế nhưng có bao giờ mà quý ông bà và anh chị em tự hỏi rằng điều gì mà khiến mẹ Maria can đảm như thế? Và điều gì mẹ Maria có thể đứng vững trước những cái nỗi đau khổ của Chúa Giêsu đang bị người ta hành hạ, đổi đóng đinh con mình trên thập giá? Bởi vì thông thường một người mẹ mà nhìn thấy người ta hành hạ con của mình, đang giết con của mình thì làm sao mà chịu nổi được. Nhiều bà mẹ mà thấy người ta hành hạ như thế thì muốn chết thay cho con của mình. Theo tôi, có lẽ lý do duy nhất đó là lòng tin nơi mẹ Maria. Một lòng tin có thể nói rất tuyệt đối,
năng và tình thương của Thiên Chúa mà mẹ đã đáp lại bằng hai tiếng xin vâng. Có thể nói từ ngày mà thiên thần Gabriel truyền tin cho mẹ cho đến khi mà mẹ đứng dưới chân thập giá là cả một hành trình tin kiên vững của mẹ. Cả cuộc đời của mẹ đã trải qua biết bao nhiêu là gian nan thử thách, và có lẽ đau khổ thử thách nhất, những cái thử thách mà trong cuộc đời của mẹ đâu có phải lúc nào mẹ cũng hiểu đâu. Bởi vì những sự kiện xảy ra mẹ không thể lường trước được. Nếu quý ông bà và anh chị em đọc Kinh Thánh thì quý ông bà và anh chị em sẽ thấy rằng cả cuộc đời của mẹ là sống trong chuỗi ngày thử thách, sống trong đau khổ. Nhưng cho dù sống trong thử thách, trong đau khổ, thì mẹ Maria vẫn tin tưởng vào Chúa. Chính vì thế mà mẹ đã thưa lời xin vâng với sứ thần Gabriel để cho cuộc cứu chuộc của Chúa được thực hiện nơi mẹ. Cho nên lời xin vâng của mẹ cũng là lời mà mẹ sẽ gánh chịu tất cả những đau khổ sau này. Quả thực là như thế, thưa quý ông bà và anh chị em. Chúng ta thấy khi mẹ sinh Chúa Giêsu thì đã không có một cái điều kiện tối thiểu để sinh con của mình. Mẹ sinh con trong một cái điều kiện rất là khắc nghiệt, sinh ở ngoài đồng, trời thì ra rét, không có chăn êm nệm ấm như chúng ta, phải sinh con trong một hang đá mà dành cho bỏ lừa để chú nắng chú mưa. Rồi sau khi sinh không được bao lâu thì phải vất vả bồng con để trốn sang Ai Cập, tránh cái sự truy sát của vua Hê-rô-đê đang tìm giết hại con của mình. Khi mà Chúa Giêsu đi rao giảng tin mừng thì mẹ Maria cũng khổ tâm khi thấy người ta chống đối, khi thấy người ta sỉ vả, và mẹ cũng đau khổ khi thấy dân chúng và cả những người đồng hương nữa, họ giận dữ, họ muốn, họ tức tối và muốn xô con của mình xuống vực để cho chết. Và có lẽ không có nỗi khổ nào cho bằng mẹ Maria chứng kiến cái cảnh con của mình bị người ta đánh đập, rồi người ta đóng đinh và treo lên cây thập giá. Và có lẽ lúc này mẹ Maria đã phải đối diện với một nghịch cảnh đau khổ nhất trong cuộc đời của mẹ. Thế nhưng cho dù đau khổ đến tuột cùng thì chúng ta thấy mẹ Maria vẫn đứng vững anh dũng dưới chân thập giá của Chúa Giêsu. Mẹ đứng dưới chân thập giá để hiệp thông cái sự đau khổ với con của mình để cứu chuộc cho cả nhân loại này. Vậy thì sự hiện diện của mẹ Maria đứng dưới chân thập giá cũng gợi lên cho chúng ta về sự đau khổ trong hành trình cuộc sống của mỗi người chúng ta. Và khi nói đến đau khổ thì có lẽ ai cũng phải trải qua thôi. Chẳng có ai dám nói là tôi chẳng biết đau khổ là gì cả. Không nhiều thì ít trải qua. Và khi gặp những đau khổ, những thử thách thì chúng ta hãy nhìn lên mẹ Maria, để rồi chúng ta cũng biết tin tưởng vào mẹ, tin tưởng vào Chúa như mẹ. Và được như thế thì chúng ta sẽ vượt qua những sóng gió. Và khi mà chúng ta sóng gió thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời sẽ có giá trị. Chúng ta sẽ thấy cuộc sống này sẽ có giá trị. Đó là điều mà chúng ta cần được nuôi dưỡng khi chúng ta chiêm ngắm hình ảnh mẹ Maria đứng dưới chân thập giá của Chúa. Thế nhưng trong đời sống của chúng ta, nhiều khi chúng ta không đặt niềm tin vào Chúa một cách trọn vẹn. Năm trước tôi về quê ăn Tết, có một chị nói với tôi rằng: thưa cha, chắc
chỉ có duy nhất ông chồng của con. Tôi bảo tại sao vậy chị? Chị nói rằng trước khi cưới thì anh ta hứa già hứa non rằng anh sẽ chăm sóc cho em và các con sau này thật là chu đáo. Nhưng mà mới có hơn 2 năm thôi thì anh đổ đốn, đang sức dài vai rộng không chịu làm ăn gì cả, và tối ngày đi hết nhóm nọ với nhóm kia rồi say xỉn. Đã vậy về nhà còn chửi vợ đánh con chịu không nổi, thế là con đã chia tay. Và cách đây có mấy tuần thôi, có một chị gọi điện thoại nói cho tôi là: thưa cha, con vừa chia tay với người chồng của con. Tôi hỏi tại sao vậy chị? Chị nói rằng con cưới gần được 2 năm rồi, nhưng mà con chưa có con. Rồi bên nhà chồng người ta dị nghị quá chừng, lời ra tiếng vào con chịu không nổi. Thế là con nói với chồng con rằng là tạm thời chúng ta thuê một cái phòng trọ để ở vậy. Thế là người chồng đồng ý và con đã thuê một phòng trọ. Nhưng mà một điều là anh ta không ra ở với con. Và 1 tháng trời con để ý ông chồng không gọi điện thoại cho con. Nhưng mà một điều con ở phòng trọ thì con thấy thoải mái. Và hôm qua con quyết định là con chia tay. Thì hôm nay con gọi đến cho cha. Chị nói như thế. Lập gia đình chưa được 2 năm, chưa có con, và không chịu đựng những ra tiếng vào, thì quả thực là không hiểu về đời sống hôn nhân là gì cả. Khác hẳn với bà Monica. Bà Monica không phải chịu đựng chỉ có mẹ chồng, và là cả người chồng rất là phổ phu, người con là Augustino nữa. Bà cầu nguyện với Chúa ròng rã trong nước mắt, không phải là 1 vài tháng, 1 vài năm, mà là hơn 30 năm trời. Và cuối cùng là gì? Người mẹ chồng đã hiểu được và đã yêu mến con dâu. Và người chồng đến cuối đời cũng quay trở lại với Chúa. Và tiếp tục bà lại theo đuổi con của mình để lôi con của mình cho kỳ được. Đó là Augustino sống trong tội lỗi. Và cuối cùng bà đã lôi kéo được. Và chúng ta thấy tiếp tục những cái dòng nước mắt trên khuôn mặt của bà. Dòng nước mắt này không phải là dòng nước mắt của đau khổ nữa, mà là dòng nước mắt của niềm vui và hạnh phúc. Bà đã sống trọn vẹn cái người làm vợ, là bà mẹ, lống sống thật là trọn vẹn. Và cuối cùng là gì, thưa quý ông bà và anh chị em? Chúa đã thưởng công cho bà. Đó là cả 2 mẹ con trở thành những vị thánh lớn trong giáo hội. Vậy thì khi chúng ta đón nhận những cái đau khổ đó, đau khổ đó cũng là những thập giá mà Chúa muốn gửi cho chúng ta vác trong cuộc đời này, thì nếu chúng ta đón nhận, chúng ta vác, thì cuộc đời của chúng ta mới thay đổi. Quả đúng như thế là Phaolô nói rằng thập giá mà Đức Kitô mà bị người Do Thái coi là điên, ô nhục, không thể chấp nhận được, còn người ngoại giáo cho là điên rồ. Thế nhưng Chúa Giêsu Kitô đến thế gian này, Ngài sống kiếp con người và lấy cây thập giá đó. Và thập giá đó đỉnh cao là cái chết của Chúa. Thì thập giá trở thành một thánh giá vinh quang, thánh giá toàn thắng. Thánh giá đó đã cứu chuộc. Và trong bài tin mừng hôm nay cũng có một điểm rất là quan trọng nữa, đó là khi Đức Maria đứng dưới chân thập giá thì mẹ đã được Chúa Giêsu giới thiệu với mẹ rằng: này là con của bà. Rồi người nói với môn đệ: đây là mẹ của anh.
Và kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Chúa Giêsu đã trao phó mẹ Maria cho giáo hội, và mẹ đã trở thành mẹ của tất cả nhân loại này. Vậy thì tất cả những ai đang sống trong đau khổ, đang sống trong buồn phiền, đang sống trong thất vọng và thử thách, thì chúng ta đừng quên chạy đến với mẹ Maria để mẹ che chở, để mẹ giơ tay cứu giúp. Vậy thì bên mẹ Maria, chúng ta sẽ thấy được, chúng ta sẽ bình an để chúng ta vượt qua những gian nan thử thách. Và bên mẹ chúng ta cũng biết nhạy cảm đối với những ai đang sống trong khổ đau, sống trong thất vọng ở xung quanh chúng ta, để rồi chúng ta cũng biết thông cảm, chúng ta cũng đến để với họ, để họ vơi đi những nỗi đau khổ mà họ đang phải gánh chịu. Và khi mà chúng ta chạy đến với mẹ thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái động lực để chúng ta vượt qua những gian nan thử thách trong hành trình đi theo Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu Kitô giúp cho mỗi người chúng ta có một đức tin kiên trung như mẹ, để rồi cho dù cuộc đời này có nhiều gian truân và nhiều đau khổ, thì chúng ta vẫn một lòng tín thác như mẹ. Amen.